brought me in, took me to places I've never been. I think I'm in love, I think I'm in love. He might have bent me, but I didn't break. He rearranged the map I made, but I think I'm in love, I think I'm in love. Now am I crazy? Why can no one understand that I'll never find a better man? Hey, xin chào tất cả mọi người và xin chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Thì hôm nay thì mình tiếp tục sẽ làm một clip chôn game với vị tướng đứng của chúng ta, một trong những vị tướng cực kỳ hot của Liên Cờ Vai. Mang tiếng là đứng nhưng mà thật ra toàn bị hắt hủi thôi anh em ơi. Và trong trận đấu này mình thử sức mạnh của vị tướng Van Hên, đứng Van Hên của chúng ta khi mà lên đồ chôn sẽ ra sao. Và trong trận đấu này mình đi rừng kèm theo trang bị cho vị tướng này, đó là mình sẽ cố gắng lên 5 cái gươm sấm sét, 5 gươm điện cho vị tướng Van Hên đứng của chúng ta xem như thế nào anh em ơi. Đầu tiên thì mình xin phép anh em lên 2 trang bị không liên quan gì với đồ chôn, đó là một trang bị đi rừng và một cái dây. Khi mà lên được 2 trang bị đấy rồi, mình sẽ tiếp tục lên cái trang bị đó là gươm điện. 4 cái gươm điện còn lại sau khi phun đồ. Từ từ mình ăn mất cái con này nào. Trời ơi, rồi xong rồi, không được rồi, bộc phá. Trời ơi, mình không kịp luôn. Chiến công đầu cho Arduin, nhưng bạn ơi, bạn hơi sai lầm nha, vào cái ổ này là chết này. Tiếp tục cái Joker tốc biến rồi, mình có bùa đỏ mà. Hiện tại thì cứ từ đây mình sẽ cố gắng đuổi nhá. Chắc là Joker không chịu biến về đâu. Đây rồi, chưa chịu biến về, vẫn còn nhây. Cố gắng mình sẽ làm tráng nhá, cố gắng làm tráng. Arduin đẩy về hay quá bạn ơi, một sự kết hợp hoàn hảo. Và chắc chắn chết tôi còn gì nữa, mình cố gắng ném đây, có bùa đỏ làm chậm và tráng tiếp này. Ok, một điểm hạ gục nữa, 2 điểm hạ gục rất là thơm. Đó, khi mà full đồ rồi thì mình sẽ bán 2 trang bị đầu tiên, đó là một chiếc giày và một chiếc đồ đi rừng lên đi, để có thể lên một tiếp 2 trang bị, đó là gươm sấm sét, để cho giúp cho vị tướng này lên full 6x6 full sấm sét sẽ ra sao. Hy vọng rằng nó sẽ thành công và hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ mình. Đó, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, kèm theo để lại cái phần bình luận, điểm danh giúp mình nha. Gươm sấm sét nó có rất là nhiều thứ giúp anh em tăng tốc độ di chuyển, giúp anh em khả năng hồi phục máu, giúp anh em gây sát thương, và đặc biệt là với cái nội tại của cái gươm sấm sét này. Cứ mỗi lần 8 giây thì nó sẽ giật điện cho anh em một lần. Trong phiên bản đấu trường 2.0 thì cái nội tại này nó sẽ có sự điều chỉnh, đó là 4 giây sẽ giật điện một lần nha, chứ không phải 8 giây như thời điểm hiện tại đâu anh em ơi. Đó, mình sẽ cố gắng farm. Chắc chắn anh em một điều, cái trang bị này 2000 vàng, vậy nên là mình sẽ phải cắm đầu cắm mũi vào farm. Kèm theo là ăn mạng và hỗ trợ. Đó. Một điều nữa là mình sẽ cố gắng kéo dài trận đấu này trên 20 phút, tại vì là nếu mà kết thúc sớm quá thì mình sẽ không lên được full đồ và cũng không thực hiện được thử thách cho anh em đâu. Ok, chúng ta xem nước bụi đây và đợi con bò lạc đi qua nha. Chắc chắn rồi, Batman đúng lắm, đúng rồi. Lần này thì chết rồi bạn ơi, có vẻ hơi phũ phàng với bốn anh chàng. Đúng thật là hơi phũ phàng với bốn anh chàng cao to đẹp dai mà bắt nạt một cô nàng Liliana, một con Holy Tinh. Đó, ok, tráng này. Mình có tê tái cắm làm chậm này. Ui bạn, tàng hình tôi cái nào, tàng hình ô tôi cái nào, chết luôn. Đó anh em ơi, cố gắng nhé, mình sẽ cố gắng farm. Và clip này mình cũng muốn nói luôn là một clip đấu trường thôi, tại vì clip vui cho anh em và cũng như là chôn game anh em ơi. Mình cũng không khuyến khích anh em mang vào đấu danh nha, tại vì là những clip chôn anh em nếu mà có thể thì có thể vào đấu thường thôi, chứ còn đừng có bao giờ vác vào đấu danh làm gì cả, tại vì đấu danh nó sẽ một cái khốc liệt khác. Nhiều bạn cứ nói là mình làm clip như thế này thì rất là nhiều bạn học tập theo. Thật sự là mình cũng đang phải phân vân với cái ý kiến đó, là không biết là có nên duy trì về những clip như thế này hay không. Tại vì là nếu mà thật sự có các bạn học theo thì chắc có lẽ mình sẽ không làm clip như thế này nữa, tại vì các bạn học theo chỉ có nát danh Việt thôi. Mình đã bảo là mình chỉ làm clip chôn game vào những buổi tối, giúp anh em có những phút giây giải trí thoải mái vào những buổi tối như thế này, sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng chẳng hạn anh em ơi. Đó, hy vọng rằng anh em đừng có mang vào đấu danh nha, nghiêm cấm không được mang vào đấu danh như thế này đâu. Van Hên vào đấu danh đã bị ghét lắm rồi, mà Van Hên mà lên đồ chôn vào đấu danh nữa thì không còn ai mà tin tưởng được nữa. Ok, và chắc chắn Arduin ơi. Rồi, cái điểm lợi khi mà mình lên cái chết đi còn gì nữa. Rồi lên, rồi xuống suối vàng nha. Tiếp tục thì mình sẽ bắt luôn cô nàng Liliana này, với việc khả năng, ui chạy đâu, tốc biến à, mình có khả năng. Ui giời, đấy cho anh em ơi, bắn chiêu cuối tăng tốc độ di chuyển này. Chạy làm sao được, bá đạo. Khi mà lên được X6 trang bị này, cái điểm đặc điểm là giúp cho vị tướng Van Hên chúng ta quá nhanh, quá cơ động, kèm theo tốc độ đánh cực kỳ bá đạo. Tốc độ đánh là cái điểm giúp cho vị tướng Van Hên được thể hiện ra một cái tố chất gánh team tốt.
ấy, tốc độ đánh nếu mà nhanh như thế này thì cái khả năng làm tráng vị tướng này cũng nhanh hơn, nhiều hơn, lực hơn và mạnh hơn. Ok, không lấy được trụ rồi. Lượng sát thương thì bé lắm. Có cả công vật lý, 60 công vật lý cho mỗi một đồ cơ mà. Nhưng mà mỗi tội không được nhiều đâu anh em ơi, 60 công vật lý thì nó ít lắm. Úi dồi ôi, bắn gì vậy? Căng đét đèn đẹt. Rồi không được rồi, té đi anh em ơi. Có Baduin. Ơ kìa, Baduin. Baduin, thật sự là team bạn cũng rất là trâu. Kệ đi. Mình cố gắng farm đã. Thật ra thì cái này thì mình không biết là đã ai làm chưa, nhưng mà đây là yêu cầu của anh em nhá. Rất là nhiều những yêu cầu làm về những cái vị tướng X6 đồ này đồ nọ thì mình sẽ cố gắng thực hiện. Nhưng mà nếu mà anh em là áp dụng vào trong những trận đấu mà anh em chôn game thì chắc có lẽ mình sẽ dừng lại ngay trước khi quá muộn. Dừng lại ngay khi mà anh em lại mang vào đấu danh thì hơi bị buồn. Đồ chuẩn thì Van Halen nó phải khác chứ không phải là chôn game như thế này đâu. Cái này thì test xem là nó có vui hay không. Đó, anh em thấy nhìn thấy những đoàn đánh thường của Van Halen chúng ta nhanh hơn rồi, mạnh hơn rồi anh em ơi. Thật ra thì không thể chuẩn, không được mạnh được như đồ chính đâu anh em ơi. Rồi, tiếp tục ném này. Không thể mạnh được như đồ chính đâu nha. Đứng đằng sau mà ném thôi, ném rất là nhanh, ném rất lực và làm tráng liên tục. Đấy, vừa nhanh, vừa lực, vừa khỏe. Ok. Ném nhanh như thế này mà không mệt nhỉ anh em ơi. Bộ trang phục mình đang chơi đó là vũ khí tối thượng, một trong những bộ trang phục tuyệt đẹp của vị tướng Van Halen. Rồi, ok, mình đứng ở đây. Đứng ở gỗ ném này. Giá như mình có tốc biến. Vâng, giá như là mình có tốc biến thật sự, có hai cái tốc biến tuyệt vời. Đáng tiếc quá, hai con mồi của chúng ta còn xíu máu và đã chạy mất rồi. Mình thì mình không có tốc biến, mình mang tê tái đi rừng mà, chứ không vừa xong là mình đã được double rồi, double kill. Rất đáng tiếc. Đấy, anh em thấy là lúc nào cái tay của tướng Van Halen cũng hoạt động anh em ơi. Lúc nào tay cũng hoạt động ném liên tục. Phi tráng, gây sát thương liên tục. Đó nha. Đã cảm thấy là tốc độ đánh của mình nó nhanh như thế nào rồi. Tí nữa khi phun đồ thì mình sẽ bán nốt hai trang bị kia đi. Ui, Arduino này. Cẩn thận, trời ơi, bây giờ mình sẽ xuống đây hỗ trợ cho King Cross. Kiểu gì thì kiểu đối phương cũng chuẩn bị có một pha băng trụ chỗ này. Ok, các bạn vào đi. Các bạn vào chiến với bạn tôi đi này. Mình đứng đây là tráng này. Rồi, thôi. Kín ơi, bạn hổ báo quá. Tôi sao? Chạy rồi, đang có quyền vương xuống hỗ trợ. Quyền vương đâu? Ném hay quá bạn ơi, múc nó lên. Rồi, chắc chắn nha. Batman, chạy đâu? Đã bảo tốc độ đánh của mình nó rất là nhanh mà. Ném được phát là một mạng này. Rồi, kể cả tốc biến, trời ơi. Cào mình một phát rồi, tốc biến luôn. Ê, căng quá. Có xíu máu này. Ok, một ném rồi. Ui, không chết được à? Mình sẽ băng trụ luôn anh em ơi, băng trụ luôn. Ngại gì vết bẩn nhá. Xinh đẹp như thế này chúng ta không chiếm lấy thì hơi đáng tiếc. Ok, huyền thoại rồi. Thấy chưa? Đơn giản. 605. Không ngờ là nó có vẻ bá đạo đến thế anh em ơi. Đây là, nói chung thì đây là clip test thử đồ xem là 6 cái trang bị gầm sớm set này như thế nào. Cảm thấy tốc độ đánh rất là nhanh. Và anh em đặc biệt là những cái chỉ số của nó sẽ cộng dồn. Còn đặc biệt một điều nữa đó là về cái nội tại của trang bị, nó sẽ không cộng dồn nha. Tất nhiên là nội tại nó sẽ không cộng dồn rồi, với tất cả các trang bị nó chỉ cộng dồn cho anh em một cái chỉ số thôi. Đó, rồi sao, thần thánh rồi. Chưa gì mình đã lên huyền thoại anh em ơi. Rồi, huyền thoại được cơ. Mình thì mình rất là ngại đẩy trụ, tại vì là bây giờ đẩy trụ nhiều quá, đối phương thấy nát trụ nhiều quá, đầu hàng sớm thì mình chưa phun đồ. Ấy, mới lên được 2 trang bị thôi. 790 vàng nữa là được 3 trang bị gươm sấm sét. Cố gắng làm sao lên được 6 trang bị đi. Cố gắng 6 trang bị rồi mình sẽ end game cho anh em nha. Ném rất là nhanh, mỗi tội là không có sát thương mấy. Ném cực kỳ nhanh, ném rất tích cực nha. Thấy chưa? Nhanh chưa? Ném lia lia anh em ơi. Lia tráng rồi, lia đỏ, lia phi tiêu đỏ, phi tiêu xanh, hồi mana đủ kiểu. Khi mà đã như thế này rồi thì đố đối phương có thể bắt được vị tướng Van Halen anh em ơi. Rất là khó nha. Rồi, kinh công thì tầm thời điểm này đối team bạn cũng không dám ăn rồi. Hết sạch, thật sự là mình farm hết sạch quái rừng. Farm nhẵn là nhặt. Đây, tráng này. Chạy đâu được, đã bảo chạy được đâu. Chạy sao được nhờ, chạy sao đấy chưa. Đã có cái bùa đỏ làm chậm rồi thì biết đã bị ném trúng rồi thì kiểu gì cũng bị làm chậm. Chạy ngay đi trước khi bị làm thịt mà.
Thường thường thì có một câu nói của Mara: chạy ngay đi trước khi chị làm chậm. Còn đây là của Van Hên: chạy ngay đi trước khi bị làm thịt thì. Rồi, có bùa xanh bùa đỏ tử tế luôn. Rồi, đối phương đâu rồi? Vào đây mình chấp tất cả bản đồ này. Đấy đúng rồi, chứ còn bây giờ mình chỉ còn đứng sau đồng đội thôi. Với cái trang bị như thế này, Van Hên thì lượng máu rất là thấp, không được nhiều. Đấy, Kim Cross bị bắt rồi. Mình sẽ đứng đây núp bụi thử xem nha. Đợi con bò lạc đi qua đây. Đấy, đấy, có bò lạc, có bò lạc. Có bò lạc chiêu cuối luôn, chiêu cuối luôn. Rồi, ném. Ui dồi ôi, thằng Batman đâu ra vậy? Rồi xong, đấy chưa, nhìn thấy cặp mắt quyến rũ của cái thanh niên Batman là mình biết là mình lên bảng. Đúng thật là cặp mắt quyến rũ mà ai nhìn cũng phát khiếp. Tàng hình trong màn đêm, rồi sau đó chơi kiểu bất ngờ một sát thủ. Chưa gì chết mất một mạng rồi. Không ngờ mình lên đồ này đang có khả năng gánh team đây anh em ơi. Đang gánh team chứ không phải là tạ của team đâu. Mình cứ nghĩ là khi mà lên trang bị như thế này là tạ của team cơ, nhưng ai ngờ đang gánh team rồi. Ủa ơi, thôi đừng để Joker nó xanh nhá, trời ơi. Nó xanh thì nó bắn cho mình đúng hai phát là ngu người. Tại vì sao? Van Hên không được sử dụng nhiều. Đấy là anh em thử nêu lý do xem. Nhưng mà mình cảm thấy là Van Hên chúng ta đang ngày càng trở lại Liên Club Bay với một phong cách gánh team nhiều hơn là chôn game anh em ơi. Vậy nên là khi mà anh em có ức chế cái điều gì đó thì cũng đừng có cầm Van Hên vào AFK làm gì cả. Cầm tướng gì thì cầm, ủa thôi mất kinh công à. Trời ơi, không để ý gì cả, mất kinh công. Kéo bị lật kèo nhanh ấy à. Thế mà kinh công thì đã thịt được chị chín đuôi, cáo chín đuôi rồi. Thôi lần này thì chết chắc nha. Kể cả Batman bạn ơi, không sống được đâu. Sống đâu, tàng hình à, chưa cuối đâu này. Chưa cuối này, rồi rồi. Đâu rồi, tàng hình đâu rồi. Cho là chạy sang bụi kia, mình sẽ chạy theo bụi này nha. Chạy vào bụi này này, di chuyển bụi này. Đấy, có cặp mắt bên ngay, đâu rồi, đây rồi. Ui giời ơi, nó gọi đông thế. Trời ơi, 4-5 người thế này em sơ sao nổi. Anh em đủ hiểu là khi mà một mình phải đối đầu với cả team bạn thì cũng biết chạy đi đâu. Vừa xong kiểu là thả thính rất chuyên nghiệp đến từ Batman và mình đã bị đớp thính mà mình không hiểu tại sao mình có thể đớp một cái thính như thế được. Trời đất ơi, nó ngoại một phát 5 người tới, nó tàng hình nó đợi 5 người tới nó giết mình luôn. 1 với 1 thì mình ăn chắc nhưng mà 1 với 5 thì không được rồi. 1 cân 5 thì không thể nha. Không thể tin nổi. Cuộc đời tôi. Rồi xong, King Cross chết rồi. Bạn chưa glitch được đồ đâu. Cần phải có đồ thì bạn mạnh được. Với cả để cho Joker xanh trong trận đấu này thì rất là khó. Tìm toàn sát thủ thôi. Chơi Batman mà lên đồ như thế này, mình không lên áo chẳng à đâu, không lên giáp hộ mệnh với liền đặt mệnh kiểu gì cũng bị bắt sớm. Ôi dù sao thì mỗi lần nhìn cặp mắt đen tối của vị tướng Batman là có lẽ là mình sẽ ôm trụ nha, không lên cao thì tránh trường hợp chúng ta bị tấn công bất ngờ. Đấy, không kịp trở tay. Tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Rồi Arduin nhìn trâu vậy trời. Bây giờ chỉ sợ đi lung ta lung tung bị Batman bắt thôi. Thời điểm bây giờ thì Batman rất là mạnh. Một combo chết chắc mình rồi. Ôi đừng á. Ơ khó hiểu nhờ. Ôi triệu Vân, Vân ca. Đúng thật là Vân ca ơi là Vân ca. Anh dai của tôi cướp mất con bùa xanh trắng trợn rồi. Đang còn đứng Van Hên đây mà không quỳ xuống đi. Mà thì còn cướp mất. Mất dậy thật. Đúng là mất dậy. Mất dậy quá. Rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị giao tranh này. Chưa nhìn thấy Batman nó đâu. Batman đâu rồi? Nhìn thấy Batman là chạy. Ui thuộc té té. Nhìn thấy đôi mắt của Batman là té anh em ơi. Dù sao thì mình sẽ cố gắng tấn công luôn này. Rồi tiếp tục này. Ném này, ném này. Hai mạng double kill. Triple kill. Ui kia. Qua ra kill. Ủa, không được rồi. Ủa đèn quá, mình bị mất me ra rồi. Mình không hiểu tại sao trong cái tuần này mình ăn 4 à đâu 3 lần qua ra thì phải, nếu mà anh em xem clip của mình. Buồn thật sự luôn, buồn của anh. Quá chán, trời đất ơi, tôi là thánh nhỏ à. Mình có duyên với Quara dã man, vừa xong thì còn một hit nữa thôi mình ăn được Mega rồi. Rất đáng tiếc cái mạng của vị tướng Liliana thì mình không ăn được. Và chính thức là mình đã lên được 6 cái trang bị giống như là mình đã hứa với anh em, đó là 6 trang bị gươm sấm sét nha. Ok, ui thôi, nhầm, trời ơi nhây quá. Nhây thật sự, nhây kinh khủng. Vừa xong biết vậy rồi mình phá hủy nhà luôn, nhưng mà căn bản vừa mới lên được 6 trang bị này cũng chưa muốn kết thúc, tại vì sao? Chưa thử đánh vào đối phương xem là 6 trang bị này nó mạnh không. Rồi, vì một pha xử lý mình đã bị chửi là óc. Thôi, tạm chấp nhận thôi. Tại vì chúng ta khi mà sinh ra thì không bao giờ hoàn hảo được. Không có ai có thể hoàn hảo được từ hoàn hảo được rất là nhiều thứ đâu. Đấy, mình thì mình cũng vừa xong thì cũng bị sai sót một chút. Anh cũng bị chửi luôn. Không thể hoàn hảo được.
Ok, chắc là có lẽ như kiểu là mình tăng độ khó cho game nên như hơi sai, trận này là thua chắc là do mình rồi. Ờ, có lẽ là bây giờ mình sẽ đánh từ đấy lại nha, với 6 trang bị gươm giấm sét trong tay. Van Hên đứng Van Hên chúng ta sẽ làm được gì? Đó. Với trên tay vị tướng Van Hên chúng ta đang bốc cháy, không phải bốc cháy mà nhấp nháy, người ta gọi là nhấp nháy tia điện. Rồi Batman kia rồi. Ủa ném như kiểu mũi đốt anh em ơi. Ui đau thế. Thật sự là bây giờ mình không dám lao vào luôn. Chống chịu không có, sát thương không có, chỉ có tốc độ đánh thôi. Tốc độ đánh với tốc độ di chuyển là thừa. Cẩn thận nha, mình nhìn thấy bóng dáng của đôi mắt Batman rồi, không biết đứng gần đây đấy. Thử lên anh em ơi, lên thăm dò một chút, đứng lên một chút để xem là cái đôi mắt đấy đấy đấy. Đôi mắt Batman đang dình mình kìa. Kiểu gì thì kiểu mình bắt bài rồi. Kệ cho đồng đội đánh nhau, mình không dám lên cao đâu. Nhìn đấy đấy, đôi về trụ. Nó mắc đằng sọc đấy đấy đấy, biết ngay mà. Đôi mắt của Batman anh em thấy nhìn thấy nó hiện lên. Rồi đâu rồi Batman rồi. Xong, tìm bạn nha, nát chưa? Nát chưa? Mình đã hỏi là nát chưa? Rồi Batman rồi, bây giờ bạn ra đây mình cân cả thế giới này. Vừa xong thì mình sợ thôi. Đây đây Batman đi rồi. Bắt nó luôn này. Và giết luôn này. Kể cả Liliana này thì Liliana. Đây là cái kết cho team bạn rồi và không có cơ hội quật lại trận đấu nữa đâu. Đó. Rất là đáng tiếc, nhưng mà thật sự thì mình cũng không thể tin nổi là với 6 trang bị gươm sấm sét của mình có thể ăn được Quara Kill. Suýt nữa thì ăn được Mega Kill. Thật sự là suýt nữa thì ăn được Mega Kill. Ok, hiện tại thì team bạn bị quét sạch rồi nha. Lần này thì mình không nhây ý đâu. Rút kinh nghiệm. Lên phá thằng nhà, nhưng mà mình chỉ sợ đối phương ra thôi. 4 giây nữa, Joker ra và kể cả thôi thôi xong rồi, lần này thì vẫn chưa thắng được rồi. Cứ nghĩ là chiến thắng đến trong tầm tay mà ai ngờ chúng ta lại nhây thêm một pha combat nữa. Lính không lên kịp và mình không có cơ hội đẩy trụ được. Trận này đánh lâu là thua. Ok, lấy 3 trụ đã nha. Chúng ta sẽ lấy 3 trụ này. Rồi. Ok, lấy 3 trụ và thử xem nha. Và thẳng nhà đánh này, đánh nhà nha, đánh nhà chủ yếu này. Mình sẽ rình rình. Ôi tụi Batman, Batman biết ngay mà. Khổ lắm, cứ nhìn thấy cái đôi mắt của Batman là mình cảm thấy sợ rồi. Rồi, ui sao nó trâu vậy. Đúng thật là với cái đồ như thế này thì không mạnh một chút nào anh em ơi. Trang bị 6 trang bị gươm sấm sét chỉ là đồ trôn thôi. Anh em thể nhìn thấy mình bắn với Joker, à bắn với Batman như kiểu mũi đốt inox ấy. Về về thủ. Bây giờ còn 3 người thôi, chúng ta chỉ có ôm thủ thôi. Chứ giờ mà lên là thua ngay. Tại vì chúng ta đang có điểm lợi, đó là 3 đường lính siêu cấp với rất là nhiều con lính siêu cấp to. Bây giờ muốn thắng trận đấu này chỉ là dồn ép lính lên. Với sức công phá của 3 đường lính siêu cấp và kèm theo 5 vị tướng thì chắc chắn ộp vào thắng luôn. Chứ còn bây giờ mà combat lẻ tẻ là thua. Mình tin chắc là nếu mà combat lẻ tẻ là thua. Đồ thì full rồi. Chúng ta tiến hành kinh công nhá. Ra kinh công luôn này. Đi ra kinh công, nhanh, nhanh. chạy nhanh trước khi là bị mất kinh công bây giờ. Từ từ có con bừa xanh đã. Đúng thật là một cái sai lầm của mình, sai lầm nho nhỏ thôi cũng dẫn tới một cái trận đấu cực kỳ căng thẳng và khốc liệt. Nó kéo dài thêm hẳn 5 phút đồng hồ, phải không? Bây giờ mới kéo dài được thêm 5 phút nữa rồi. Mình không biết là kéo dài thêm được bao lâu nữa. Đúng rồi, bây giờ mình chỉ sợ mỗi đôi mắt là đôi mắt là đến từ vị tướng Batman thôi. Lặn một phát là mình chỉ sấp mặt. Đấy em thì nhìn thấy nha. Ném nó không được mạnh đâu. Chủ yếu là có tốc độ đánh và đây chỉ là clip trôn game giải trí và anh em nghiêm túc quá. Thì có lẽ là nên bỏ qua những clip vào buổi tối của mình. Clip trôn game, còn ban ngày thì mình vẫn đăng những clip leo danh để anh em có thể theo dõi được trang bị và lối lên đồ. Lối lên đồ với trang bị là một, nói chung với nói thế hơi bị mất quan điểm. Rồi, đánh nhau to. Lần này thì đánh nhau to rồi. Giấc, à đâu. Quyền vương team mình còn xíu máu thôi. Rồi, bên ngay đánh nhau này. Mình sẽ đứng ở sau nha, ném đi. Bây giờ đợi lính lên là mình sẽ vào thẳng nhà mình phá đây. Tại vì team bạn rất là mạnh. Chỉ có đẩy lẻ thôi anh em ơi. Kệ nha. Đây này, mình sẽ vào đẩy thẳng nhà đây anh em ơi. Vào đẩy thẳng nhà. Không đánh nhau nhiều, đánh mỗi nhà thôi để kết thúc trận đấu. Wow, đừng bắn em. Ok, kết thúc trận đấu rồi. Một clip trôn game vào buổi tối. Và chúc em có một cái ngày mới. Chúc em có một buổi tối thật là vui vẻ. Đó, Van Hên đấng của chúng ta. Lên 6 trang bị gươm giấm sét và ăn được Quara Kill. Suýt nữa thì được Mega Kill. Đấy là một cái điều rất đáng tiếc. Cảm ơn anh em đã cố gắng theo dõi clip của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Liên Global tốt hơn. Chi tiết thì mình sẽ để lại sau clip nha. Bye bye. Hi hi.
Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mai yêu, bye bye.